Nhà tôi trên này toàn ăn đồ Mỹ, chứ ai ăn cái thứ này bây giờ. Mẹ chị lên đây, chị có đồng bọn nên này là chị được đà chị lấn lướt thôi. Cái số tiền ấy mà để trả nợ mua căn nhà này cũng là do bố mẹ tôi ở quê đưa đấy. Chả có cái khoản đầu tư nào của tôi mà nhiều tiền như thế đâu. Mẹ vào đi mẹ. Chào bà thông gia. Bà lên rồi đấy à? Mẹ ngồi đi, để con vào cất đồ cho ạ. Gớm, từ bến xe về đây có 3 cái bước chân. Gọi xe ôm, nó chạy loáng một cái là đến. Cái thằng Trung mà phải đưa đón đón nắng nôi như thế này, mất công quá. Tôi cũng bảo thằng Trung là thôi để mẹ đi xe ôm thôi. Thằng Trung nó bảo là nắng nôi thế này, mẹ đi làm gì nó khổ ra. Nó sợ mẹ vợ nó vất vả, vợ nó xót, rồi lại có ý kiến này nọ chứ sao. Mẹ đến rồi ạ? Con. Mẹ đi có mệt không ạ? Mà sao mẹ mang nhiều đồ lên thế này, tay xách nhanh mang ấy, vất vả ra. Toàn đồ ở nhà chồng chỉ được không ạ con? Nhiều lắm nhưng mà mẹ chỉ mang được từng này thôi. Nhà này toàn ăn đồ Mỹ, đồ nhập ngoại. Chứ ai ăn cái thứ này bây giờ, mang lên đây làm gì cho nó mất công ạ? Ai biết chăn nuôi thế nào, ăn vào rồi để mắc bệnh ra ấy chứ. Đây là toàn là đồ nhà chồng được mà mẹ. Thôi mẹ cứ để đây, tí nữa con nhét vào tủ lạnh rồi nấu dần ạ. Chị cứ ăn 3 cái đồ linh tinh vào, rồi cháu tôi nó làm sao thì biết. Đang nuôi con nhỏ, ăn uống thì tém tém cái mồm thôi. Đấy, nói không thừa đâu. Mẹ ơi, mẹ bà chơi với cháu đi ạ. Để mà mẹ vào mẹ thăm cún của bà xem. Này, đi đường bụi bậm bẩn thỉu, vào rửa chân tay đi rồi hãng vào thăm cháu. Không thì nó làm sao, bệnh tật ra thì làm thế nào. Chết, tôi vô ý quá, cảm ơn mà thông gia. Nhà vệ sinh đâu con? Mẹ đi rửa chân tay. À đây, để con đưa mẹ đi ạ. Không với chả ra, có mỗi cái chuyện ấy thôi mà cũng phải để nói. Mẹ lẩm bẩm gì đấy? Mày nhìn mẹ vợ mày kia kìa. Khiếp, bóng chân thì vàng khè, gót chân thì nứt nẻ. Trông mà đã biết cái loại bẩn thỉu rồi, tao là tao không có yên tâm để cho bà ấy chăm thằng Bon đâu nhá. Mẹ buồn cười đấy nhở, bà đi làm ruộng suốt ngày chả thế. Mẹ còn không chịu chăm thằng Bon cho vợ con nghỉ ngơi đi, để còn chê mẹ vợ con nữa. Thế bây giờ ý mẹ là sao? Thì tao cũng nói trước như thế. Mày bảo vợ mày nhắc nhở bà cái nếp ăn nếp ở của cái nhà này, chứ đừng có mang cái thói nhà quê lên đây. Bà đâu vứt đấy, bẩn thỉu ấy, là tao đuổi thằng cổ đấy. Rồi rồi, con biết rồi. Mẹ nói nhiều quá cơ. Mẹ. Con. Cái gì đấy à mẹ? Viên uống đẹp da sâm tố nữ đấy. Với lại viên uống mọc tóc này, rít he đấy. He. Con uống đi. Mẹ thấy dạo này con sinh xong da rẻ xanh xao xấu lắm. Mà tóc này, ngày xưa thời con gái bóng mượt thế, nhiều mà đẹp thế này, bóng mượt thế mà bây giờ rụng hết gần nửa rồi này. Ôi, chăm sóc vào con ạ. Chứ không phải xấu là chồng nó chê nó đi, nó bồ bịch, nó phải khổ thân lắm. Có sao đâu mẹ, con có đến nỗi nào đâu. So với mấy bà bỉm sữa thì con vẫn còn ngon chán. Thế là mẹ không tin con rể mẹ à? Cẩn thận vẫn hơn con ạ. Mình phải chăm sóc như thế để chồng nó còn yêu thương nữa. Mà thuốc này có đảm bảo đấy mẹ, chứ bây giờ thuốc linh tinh lắm, con sợ mẹ bị lừa ấy. Ô, thuốc này tốt lắm. Cái trang nhà bác hai ấy, nó sinh xong là nó cũng xấu, da rẻ xấu, tóc rụng hết, mà nó uống xong nó đẹp hẳn lên đấy. Tốt lắm con ạ. Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi. Gớm. Bà thông gia cũng lắm tiền nhiều của nhà, mua cả thuốc làm đẹp cho con gái mới sinh cơ đấy. Thì bà có gì đâu, tôi thấy nó sinh nở xong nó yếu nó cũng xuống thì tôi mua cho nó mà bà. Bà có tiền bà chăm con gái bà thì bà cứ việc tự nhiên, tôi không dám cản. Nhưng mà có điều là
nó còn đang nuôi con nhỏ, xinh đẹp bóng bẩy cho ai ngắm. Kìa mẹ, mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà, sao mẹ nặng lời thế hả? Tôi nói sai mà chị còn cãi. Đàn bà sinh xong thì phải lo chăm con, chăm chồng, phải biết thân phận của mình chứ, đú đởn đi cua dai sao mà phải đi làm đẹp. Đàn bà ấy phải biết thân phận của mình, phải biết hy sinh vì chồng vì con, chứ không phải là lo làm đẹp chỉ biết sướng cái bản thân mình đâu nhá. Kìa bà thông gia, thời đại bây giờ nó tân tiến rồi, đàn bà con gái làm đẹp không chỉ cho bản thân mà còn thể diện cho chồng nữa, cho gia đình nữa bà. Bà ở quê tân tiến ở đâu tôi không biết, chứ ở cái nhà này ấy, nó về làm dâu 2 năm trời nay rồi, nó còn lạ gì nhà tôi nữa mà lại cứ phải để tôi nói như thế nhỉ? Thì con về đây cũng làm dâu được 2 năm rồi, con cũng luôn cố gắng để mẹ không nhắc nhở. Cả con thấy chuyện mẹ con mua thuốc cho con là bình thường mà mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Hơn nữa con cũng biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm mà. Ừ thì đúng, chị về làm dâu chị cũng chưa phải để tôi nói gì nặng lời, nhưng mà hôm nay ý, tôi phải nói như thế này thì chị cũng phải xem lại. Hay là vì mẹ chị lên đây chị có đồng bọn nên là chị được đà chị lấn lướt thôi. Mẹ đừng có mà xúc phạm mẹ con như thế. Thôi con, kìa bà thông gia, thôi không có gì đâu, bỏ qua đi bà. Tôi với bà thì có tuổi rồi, nhưng mà cái bọn trẻ này nó không hiểu chuyện. Bà đừng có chiều nó quá, nối giáo cho giặc rồi con nó hư đấy. Thôi con, mình là phận con cái phải nín nhịn một tí, đừng có hỗn láo. Con có hỗn láo gì đâu, nhưng mà mẹ chồng con vô lý như thế, lại còn xúc phạm mẹ thì làm sao mà con chịu được chứ. Nhịn bao nhiêu lâu rồi, đừng có vì những chuyện này mà vợ chồng lục đục. À mà mẹ định cuối tuần này về đấy, về xem với bố con thế nào nhé. Mẹ lo lắm. Vâng, nếu mà mẹ ở đây thấy không thoải mái thì mẹ cứ về ạ. Với cả thằng cu Bon nó cũng ngoan lắm nên là mẹ không phải lo đâu. Có chút việc à, hai bà trông thằng cu giúp con với. Sữa con đã vắt để sẵn trong tủ rồi, khi nào đến giờ thì mẹ hâm lại cho thằng cu nó uống hộ con ạ. Ờ, hai đứa cứ đi đi, để thằng cu Bon đấy mẹ trông cho. Dạ vâng, mẹ trông nó con, con ra ngoài mua đồ chút ạ. Con đi đây ạ. Dạ, đi đi. Bà làm cái gì mà bà cứ đi đi lại lại như cô hồn đấy à? Thằng Bon nó khóc rồi, tôi vào tôi xem nó thế nào bà. Ôi xảo ơi. Lại đi. Bà định đốt nhà tôi đấy hả? Bà thông gia ơi là bà thông gia. Trời ơi, có chuyện gì mà bà hét toáng thế? Bà nhìn xem đi, cháy hết cả rồi. Tôi chết, tôi sơ ý tôi vào thay tải thằng Bon mà tôi quên nhỏ lửa. Bà định làm tôi muốn tức chết có phải không? Bà lên nhà tôi bà không giúp được cái việc gì cả, toàn là phá hoại thôi. Chết, bà nói gì thế? Tôi... Thôi, bà bỏ cái giọng lắp bắp tội nghiệp đáng thương cái của bà đi. Bây giờ bà muốn gì? Bà lật bài ngửa để tôi xem nào. Bài ngửa gì hả bà? Tôi... Tôi cái gì? Bà cũng giỏi đóng kịch lắm cơ. Cả ngày chỉ có mỗi một nồi cơm thôi mà mặt nặng mày nhẹ. Bà không muốn nấu thì thôi, nhưng bà làm cháy như thế này thì bà đừng nấu nữa cho xong.
Bà muốn dằn mặt tôi có phải không? Dằn mặt gì hả bà? Tôi chỉ vào thay tã thằng cu Bon thôi mà. Thôi, bà đừng có lấy thằng cu Bon ra đây nữa. Cháu nội tôi không phải là cái bia đỡ đạn cho nhà bà. Bà không muốn nấu nướng thì thôi. Bà nấu nướng như thế này thì đừng nấu nữa còn hơn. Chuyện nấu nướng thì tôi có nề hà gì đâu bà. Chỉ là tôi vào thay tã bên tôi quên nhỏ lửa. Bà đừng có mổm loa mét dài. Từ hôm bà lên đây đến giờ tôi đã không muốn nói thì thôi. Tôi biết là bà lên này để trông cháu. Nhưng mà bà lên đây, bà ở nhà thông gia, bà ăn nhà thông gia, bà uống nước nhà thông gia. Bà làm ba cái việc vặt vãnh này thì là cái chuyện bình thường, chứ có cái chuyện gì đâu hả? Còn nấu mỗi cái nồi cơm này, nó giặt vài ba cái tã, quét dọn cái nhà cái cửa thôi. Chuyện vặt chuyện vãnh như thế thôi mà làm cái gì bà cũng phải hỏi. Đến hôm nay thông thạo được một tí việc rồi thì bà lại đốt cháy cả nồi thịt nhà chúng tôi. Bà định phá hoại đúng không? Giở trò đúng không? Bà là người lớn rồi sao bà lại nói thế? Tôi cái gì mà tôi? Tôi nói cho bà biết nhá. Tôi không nể tình là thông gia thì tôi đuổi thẳng cổ bà từ lâu rồi. Nhưng mà bản thân bà cũng không biết ý biết tứ gì cả. Thấy thái độ của tôi như thế thì phải tìm đường mà về đấy chứ, sao lại cứ ở ly nhà tôi thế hả? Bà có biết là tôi nhìn thấy bà tôi ngứa mắt như thế nào không? Sao mẹ lại xúc phạm mẹ con như thế? Đấy, mẹ. Chị nhìn xem, lại còn phải hỏi nữa à? Chỉ vì cái nồi thịt cháy như thế mà mẹ xúc phạm mẹ con như thế à? Không phải chỉ vì cái nồi thịt cháy, mà cái thái độ của mẹ cô ấy là tôi muốn đuổi thẳng cổ rồi. Thái độ của mẹ con như thế nào? Mẹ đừng có quá quát như thế nhá. Mẹ con chả làm gì để mẹ muốn đuổi thẳng cổ đâu. Cái con này, mày láo nhỉ? Mày bảo ai quá quắt đấy hả? Con nói mẹ đấy, không phải kể công đâu. Nhưng mẹ xem, từ khi mà con sinh cu Bon đến giờ, đều là do mẹ con chăm sóc, thức đêm thức hôm. Mẹ có chăm sóc được ngày nào đâu mà mẹ nói mẹ con như thế. Ok, bà ấy lên thăm cháu, bà ấy chăm cháu bà ấy. Bà không thích chăm cháu nữa thì bà ấy về, có ai giữ đâu hả? Cái nhà này á, không phải tốn cơm tốn thịt để nuôi thêm một cái bà giúp việc tên là bà ngoại nhá. Mẹ thôi đi. Mẹ nói con thì được, nhưng mẹ không được quyền xúc phạm mẹ con như thế. Thôi con, đừng nói nữa. Cái con này. Ok, chung rồi. Mày bị giết lại đây, đây, đây. Thì để con vợ mày nó mắng mẹ mày như thế mà mày cứ đứng dương mắt ếch lên nhà, mày không biết dạy vợ mày à? Cô thôi đi. Cô là con dâu của cô dám nói láo với mẹ chồng à? Anh nữa. Bây giờ mày còn bênh mẹ anh được à? Anh ở cái nhà này, chuyện như thế nào anh cũng biết. Thay sao anh không nói đi? Này, cô đi hôn không? Cô đừng tưởng cô vừa mới đẻ cu Bon mà tôi không dám đánh cô nhá. Giỏi lắm, được cả mẹ lẫn con. Đúng là cái nhà này vô phúc nên mới lấy được cái loại con dâu mất dạy, vô giáo dục như thế này mà. Các người thật quá đáng. Mẹ tôi vất vả lên đây vì con vì cháu mà không được một lời cảm ơn. Đến bây giờ mà các người có nói như thế à? Cô im mồm đi. Cô nói ai là không biết điều à? Có phải tôi chiều hôm qua anh tôi sinh hư không? Tôi cũng đã nhiều lần bảo mẹ tôi về quê rồi để không phải chịu sự ghẻ lạnh của bà. Nhưng mà mẹ tôi nhẫn nhịn để vì con, vì cháu nên mới ở lại đây đấy. Hy vọng là tấm lòng của mình được các người biết đến. Nhưng mà không, các người lại khinh rẻ, coi thường. Các người thật không biết điều mà. Tôi nói luôn cho anh biết nhá. Cái số tiền ấy mà để trả nợ mua căn nhà này cũng là do bố mẹ tôi ở quê đưa đấy. Chả có cái khoản đầu tư nào của tôi mà nhiều tiền như thế đâu. Còn người mẹ mà các người nghĩ là chân đất mắt tuyết đã dành dụm tiền để đưa cho anh trả nợ đấy. Thôi con, chuyện này không nói nữa. Còn bà mẹ của anh ấy ham mê tiền của, lấy hết vốn liếng của vợ chồng, vay tiền để cho vay lãi. Nếu mà không bị lừa ấy thì cái gia đình này nó không đến thế đâu. Còn mẹ tôi vì thương con thương cháu mà bán hết cả mảnh đất ở dưới quê lên, tính mang tiền đến đây để đưa cho anh trả nợ. Nhưng mà không ngờ lại bị các người đối xử đến như vậy đấy. Thôi con, chuyện này không nói nữa. Mẹ, con xin lỗi ạ. Bà thông gia, tôi không biết mà. Tôi thật có não mà không biết nghĩ đấy. Mẹ không cần phải ở đây nữa đâu. Con sẽ đưa mẹ với cả cu Bon về quê. Con không thể sống với những cái người mà không có lương tâm như này được. Thôi con bé này, đừng có chuyện bé xé ra to thế. Mẹ, bà thông gia,
là tôi sai, là tôi quá quắt mà. Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. Thực ra thì tôi cũng có nhiều cái chưa phải. Bà. Mẹ, sao mẹ lại phải như thế chứ? Bây giờ mẹ lại nhân nhượng thì họ lại càng được đà. Con có thể không có chồng, nhưng con không thể không có mẹ được. Mâm bát còn có lúc xô khắc. Mẹ chồng, nàng dâu, thông gia, vợ chồng cũng có lúc thế này thế khác. Thôi, con đừng có nóng quá. Dạ, con xin lỗi mẹ. Anh xin lỗi vợ. Chỉ tại lúc đấy anh nóng nảy quá, nói lời không phải với em. Mẹ cũng xin lỗi con. Mẹ thật không mặt mũi nào mà dám nhìn con đi nhìn bà thông gia nữa đâu. Cơm sôi thì nhỏ lửa, đừng có nóng giận quá con ạ. Cú bon, vào xem nó làm sao nào. Cái con ôn con này, mày va vào tao là hôm nay mày chết chắc rồi. Ôi, con xin lỗi. À, cô có làm sao không ạ? Mày hỏi tao có làm sao không ạ? Mày nhìn vào cái thằng nhiều không? Mắt mày mù à? Con. Mặc cái loại nhà quê rẻ rách cho mày. Vào đây làm gì? Chỗ này là chỗ bố con. Mấy con hay vào đây ăn mà. Mày nhà quê như này mà cũng có tiền vào đây ăn à? Nói cho mày biết nhá, lần sau gặp tao tránh nó xa xa ra nhá. Đừng để tao gặp lại mày. Cút đi. Sáng cái này đã hãm rồi. Bực cái mình. Một mâm cỗ. À, mấy món bình thường ấy mà. Lấy cho em chừng lúc thịt này. Cả mướp đắng nữa. Mướp đắng nhồi thịt. Thì là chút ngọt nữa đi. Sườn xào. Thêm vài món vào nữa. Ngon ngon vào nhá. Mang này luôn đi. Nha. Ok. Mà trộn vía nhá. Dạo này da rẻ bị đẹp rồi đấy. Tươi tắn, căng bóng. Đúng là nhờ cái son collagen này. Mới uống có mấy ngày thôi mà da thế này rồi. Không biết à, nếu mà uống lâu dài anh Quân còn mê mình thế nào nữa. Sao nay Quân về sớm ấy nhỉ? Cháu sống ở đây ạ. Mày sống ở đây á? Đừng có mà điêu toa. Cháu sống ở đây thì cháu mới có được chìa khóa để vào nhà chứ ạ. Thôi rồi, mày vào nhà đi. Nhìn cái con bẩn thỉu hôi hám này, chắc là từ dưới quê gửi lên đây. Làm ô xin mà cũng không nên thân. Không biết tại sao anh Quân lại thuê nó làm ô xin nữa. Bực cả mình. Con kia, lại đây. Mày không thấy bẩn thỉu à? Không biết dọn dẹp à? Dọn đi. Dọn đi. Bóc quay ra kia. Bẩn thỉu như thế mà chịu được. Xong lấy cái giày lại đây. Lau bàn. Không nói lại gì à? Không biết tại sao anh cô lại thề con giúp việc ngu si, đần độn, khó ưa như vậy. Lau đi. Thank you.
đã sạch chưa? Lau nốt đi. Nhặt đi. Nhưng hồi nãy cô... Cô làm sao? Mày cãi tao đấy à? Nhặt đi. Sau đó mang vứt hết cả đống rác kia đi nhá. Con biết rồi. Đi đi. Vứt luôn mấy cái hộp đi nhá. Con kia, mày không dọn dẹp nhà cửa đi, đứng đi làm gì? Nhưng mà cô là ai mà tại sao lại ở trong nhà con? Tao là ai á? Tao là vợ chưa cưới của anh Quân. Còn mày, giờ mày phải quét dọn đi, đừng có mà lười. Nhưng con là... Mày là ai? Mày lại con giúp việc chứ gì? Mày làm đi, không để tao đánh cho. Không phải ạ. Làm đi. Nhanh lên. Vâng ạ. Lau xong, lấy cái chổi, quét nhà. Còn cái đống bát kia nữa, mày phải dọn nốt, rửa hết đi. Anh vào đây. Ừ, đâu? Ôi. Hôm nay nhá, em toàn làm những món mà anh thích thôi. Anh nhìn xem này, có thịt xà chua ngọt này, có mướp đắng này. Đó, ngon chưa? Em toàn làm anh bất ngờ thôi. Hơn nữa nhá, còn bánh sinh nhật này. Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Anh cảm ơn nhá. Ngoài ra nhá, em còn một điều bí mật nữa. Đâu? Đây. Sâm tăng lực, phúc lộc thọ. Sâm tăng lực nữa cả. Dạo này em thấy anh mệt mỏi, đi làm nhiều. Em mua sâm cho anh, bổ bổ sức khỏe. Lại còn giải rượu nữa, rất là tốt cho anh. Đúng là chỉ có em mới hiểu anh thôi. Không em hiểu anh thì ai nữa. Anh ăn đi, ăn thử xem có ngon không. Nào, để anh thưởng thức món ngon em nấu xem nào. Ok, đây em sẽ cơm cho. Đợi anh, còn đợi chút. Alo, anh đây. À ok, đây anh xuống bây giờ đây, nhá. Sao đây anh? Anh mang ít tài liệu xuống cho thằng em nhá, để anh chút, okay. Nhá. Nhanh nhá, em đợi. Con kia. Dạ. Con út con này. Mày làm gì đấy à? Con... Tao thuê mày để mày ngồi chạy tử à? Ra ngoài dọn đẹp cho tao. Nhưng mà... Nhưng gì cái gì? Ra! Mày còn ngồi đấy à? Ra cho lên! Vâng ạ. Ra đi! Mày vào dọn đi nhanh lên. Vâng ạ. Nhanh lên. Mày quá giỏi rồi. Con xin lỗi ạ. Để con. Tao thuê mày về thì mày làm bà hoàng đúng không? Con đúng đâu đổ đấy. Con xin lỗi. Đây để con nhặt vào cho. Bây giờ mày ăn hết bát này cho tao. Ăn đi. Ôi cô, đồ ăn bẩn rồi. Hay cô để con dọn cho ạ, cô ơi. Đồ ăn bẩn rồi.
Đồ này tao không ăn được nữa, nhưng mà cũng không được đền phí. Mày phải ăn hết. Ôi không được đâu ạ, đây đồ ăn bẩn con không thể ăn được đâu ạ. Tao nói mày không nghe đúng không? Anh Quân thuê mày, không dạy được mày thì để tao dạy. Xem mày từ giờ, mày có dám làm đổ vỡ nữa không? Ôi... Ăn đi! Ôi, xin cô. Này, làm cái gì đây? Con sao không? Vì con bé này mà anh đẩy em như thế, anh có bị đau như nào không hả? Nhưng mà nó là trẻ con, sao cô lại làm thế? Thì nó là vợ bác, em chỉ biết nó nhặt lên thôi, ai ngờ nó còn cãi em. Thì nó cãi thì cô bắt nó ăn đồ ăn ở dưới đất thế à? Ai bảo nó làm đồ làm gì? Anh có biết từ sáng đến giờ nó làm hỏng hết bao nhiêu đồ của nhà này rồi không? Cái gì? Từ sáng đến giờ á? Chắc cô không biết nó là ai à? Nó là ô xin chứ ai? Cái gì? Ô xin á? Nó là con tôi đấy. Cái gì? Nó là con anh á? Em tưởng hôm nay nó ở với mẹ nó cơ mà. Bây giờ ấy, nó ở đâu không quan trọng nữa. Quan trọng là tôi hỏi cô ấy, cô làm gì nó từ sáng đến giờ mà để nó ra nông nỗi này? Anh à, do là em không biết con bé là con anh nên em mới như vậy thôi, em cố ý đâu. Do là con bé nó hơi vụng về một chút nên là em mới dạy dỗ nó thôi. Đồ ăn rơi vãi thế này, em không cố ý với nó ăn đâu. Chỉ là em dọn nó một chút, cho nó cẩn thận hơn một chút thôi mà anh. Anh phải tin em chứ, với nhau bao nhiêu lâu nay rồi, anh có biết tính em như thế nào sao? Tôi không thể tin được cô nữa. Tôi không biết là khi mà không có tôi ở đây thì cô sẽ làm gì con bé nữa. Đúng là khác máu tanh lòng. Anh đừng có nói vậy. Thực sự ra em không có cố ý mà. Em cũng không hiểu tại sao em lại như vậy nữa. Thôi, nói chung là cô về đi. Tôi không chấp nhận được người như cô nữa. Và cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đi đi. Bố xin lỗi. Tất cả là tại bố. Con có sao không? Con không sao ạ. Bố hỏi này, thế sao hôm nay sang đây mà không nói trước với bố hả? Tại vì hôm nay là sinh nhật bố nên là con muốn tạo cho bố một sự bất ngờ. Thật ra con cũng có quà tặng bố, nhưng chỉ vì sáng nay con gặp phải cô kia, con lỡ va chạm vào cô ấy. Cô ấy chửi và mắng con, cô còn đuổi con đi nữa, nên con không thể tặng quà được cho bố. Bố đừng giận con nhá. Bố không giận con. Con mới là món quà quý giá của bố. Gầm, sao em đi lâu thế? Em đi tìm giúp việc, chứ không phải đi chơi đâu. Anh không thấy trời nóng như này à? Thế em sao rồi? Cái kìa. Dạ vâng ạ. Ôi dồi ôi, buộc cái tóc lên xem nào. Khiếp, nhìn người gì mà trông quê mùa với cả ăn mặc trông bẩn thỉu chết đi được ấy. Thế có làm được việc không? Em nghe người ta nói nó cũng được việc lắm đấy. Dạ vâng ạ, em tên là Quyên anh ạ. Ờ, kìa cái cô này. Cô hay nhờ. Ai cho cô ngồi xuống hả? Dạ. Cô có phân biệt được chủ với cả tớ không? Hả? Bọn tôi còn đang ngồi sờ sờ ở đây ra. Ai cho phép cô ngồi? Dạ vâng, em xin lỗi anh chị ạ. Anh ý nói đúng đấy. Chúng tôi thuê cô về đây là để làm giúp việc. Cô nhìn lại cô đi. Quần áo thì rách dưới, trông thì thê thảm, bẩn thỉu. Cô được đi cùng bọn tôi là vinh hạnh của cô rồi, chứ không phải ngồi xuống để mà ngang hàng với bọn tôi đâu. Đừng có được voi đòi tiên. Em sẽ uống nước ạ. Ok, cái cô này. Cô có biết đây là đâu không? Hả? Đây là quán cà phê đấy. Muốn uống nước này ấy, thì phải bỏ tiền ra. Thích vào trong kia, order một cốc, xong rồi trả tiền, xong cứ thế mà uống. Nhưng mà em chưa khát quá. Chưa đi làm nữa, đòi hỏi. Tại vì em khát quá, mà sáng nay em cũng chưa uống gì ấy. Tại vì cô ở quê nên cũng không hiểu nguyên tắc ở đây. Ở đây ý, người nào có tiền thì người đấy có quyền. Cô ấy là người giúp việc nên cô không được ngồi cạnh bọn tôi, ăn uống chung với bọn tôi.
Nhìn cô đi, trông thế này cô phải biết địa vị của mình ở đâu, hiểu chưa? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Bọn tôi thuê cô về là để chăm sóc bố tôi, cô nghe rõ chưa? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Bố tôi già rồi nhưng mà ông cụ lại không thích đi viện dưỡng lão, cứ thích ở nhà, nên tôi thuê cô là để chăm cụ, cô hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Còn một điều này nữa, nếu mà cô ấy mà quyến rũ ông, dụ dỗ ông thì đừng có mà trách tôi ác. Không, em không có ý nghĩ trong đầu đâu ạ. À, rồi bây giờ tôi đưa cô lên gặp bố tôi nhá. Đi em. À, tôi đây. À, con gái bố. Bố. Con. Con nhớ bố quá. Bố ăn gì chưa? Chưa. Cả nhà mình đi ăn nhá. Thôi, hôm nay hai đứa ăn gì thì bố nấu cho. Chứ ra ngoài ăn vất vệ sinh lắm. Thôi, dắt việc ra. À, anh Sang có quà cho bố đấy. Đây là sâm tố nữ với cả sâm tăng lực. Bố cho khỏe ạ. Bố xin. À, tăng được thì bố uống được, nhưng mà tố nữ bố uống thế nào được? Con xin lỗi, con quên ạ. À bố, bố không uống được thì bố đem biếu, có mất đi đâu mà sợ. À, ai thế kìa? À, giúp việc mới, con mới thuê cho bố đấy. Con chào bác ạ, cháu là Quyên ạ. Thôi tất cả nhà vào trong này ngồi đi. Dạ vâng, đi. Bố ngồi đi. Dạ, bố ngồi đi ạ. À, bố ạ, hôm nay chuyện là thế này, chả là cái nhà này thì bố ở cũng lâu rồi, hay là bây giờ bố bán đi, xong rồi bố vào viện dưỡng lão, vừa có người chăm sóc này, lại còn vừa có người già bầu bạn này, đấy, còn cái tiền mà bố bán được cái nhà này ấy, thì bố cứ cho con với cả Thư, bọn con làm vốn kinh doanh, dù gì thì bọn con cũng là con của bố mà. Con nghe anh Sang nói, có lý đấy bố ạ. Bây giờ nhà đất lên cao rồi, bố bán căn nhà ấy đi ạ. Chắc được một khoản lớn lắm đấy bố ạ. Dạ vâng ạ. Hãy đưa về đi. Bố lại mệt. Kìa bố, sao bố lại mệt? Nãy bố con bảo là bố ngồi ăn cơm với bọn con mà. Nhưng bây giờ bố lại mệt. Hãy đưa về đi. Bố. Bố vào trong phòng đây, về đóng cửa cho bố nhá. Bác ơi, cháu bác uống nước ạ. À. Bác. Bác bị làm sao đấy? Đây bác. Hay là cháu gọi chị Thư, chị Thư bác nhá. Lấy bác hộp thuốc. Bác ơi, chờ cháu tí nhá. Không cần phải gọi Thư đâu, có gọi nó cũng không đến đâu cháu ạ. Hay là cháu đưa bác đi bệnh viện đi khám bác nhá. Không cần cháu ạ, bệnh của bác biết mà, đến bệnh viện tốn thời gian ra. Mà này, ở cái nhà này bác có nhiều kỷ niệm ở đây lắm, những giây phút cuối cùng bác muốn ở đây. Ừ, vâng, cháu sẽ chăm sóc bác nên là bác yên tâm ạ. Bác cảm ơn cháu.
Thư! Thư ơi! Ôi dồi ôi! Anh chạy gì mà như chó đuổi đấy? Em xem, cái con giúp việc em thuê ấy. Như nào? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho bố. Bây giờ bố để lại cả căn nhà cho nó rồi. Cái gì? Chúng mình năn nỉ bấy lâu nay, bố không để lại nhà cho mình mà lại để lại nhà cho nó á? Chứ có gì nữa. Anh nghe từ đâu đấy? Thì bạn anh là luật sư riêng của bố. Xong rồi bạn anh vừa nói với anh, bây giờ anh mới biết đấy. Em tưởng cái con này, nó là con nhà quê, tử tế. Em mới thuê nó trông bố. Hóa ra nó lại lừa lọc cả bố à? Được rồi, em sẽ cho nó một trận. Ơ kìa, đợi anh với. Con kia. Chị tìm bác ạ, bác vừa ra ngoài rồi ạ. Tìm bác á? Hôm nay tao đến đây là để tìm mày. Tao phải đập mỡ cái mặt mày ra, để xem mày còn sức để mà quyến rũ người khác hay không. Cái đồ lẳng lơ, mất nết. Chị nói gì em không hiểu. Mà chị đừng có sỉ nhục em như thế. Em tuy làm giúp việc nhưng có nhân cách và tự trọng của mình chứ. Nhân cách á? Nhân cách của mày đáng giá bao nhiêu tiền? Mày mà có nhân cách thì mày đã không làm cái trò bị ổ như vậy. Tao tưởng là mày là người tử tế nên là tao thuê mày về để làm giúp việc cho nhà tao. Hóa ra mày lại đi quyến rũ bố tao để có được căn nhà này. Ê, em đã nói chuyện với nó chưa? Bảo nó trả nhà cho chúng ta đi. Đủ rồi, hai người nói gì tôi không hiểu. Mà nhà cửa gì ở đây? Mày đừng có mà giả vờ giả vịt nữa. Không biết bố tao ăn phải bùa mê thức lú gì của mày mà để lại cho mày căn nhà này trị giá tận 5 tỷ đồng. Tôi không làm gì cả. Mày cũng là tài thật đấy. Giả khắm là khu như thế mà mày cũng chơi được. Mày cũng là vì tiền mà bỏ qua hết cả liêm sỉ đấy mà. Tôi không biết. Mà tôi không làm chuyện đó đâu. Mày không làm chuyện đó á? Đúng rồi. Cái loại cái con này ấy, từ nhà quê bần hàn lên đây, học thức thì không có, bằng cấp cũng không, ngoại hình thì lại tầm thường. Muốn có cái hộ khẩu ở Hà Nội thì phải làm trò bị ổi thôi. Tôi tuy nghèo nhưng không làm chuyện đấy đâu ạ. Nghèo về thể xác nhưng mà giàu về tinh thần đúng không? Mày cũng là cái loại nhà quê đầy tham vọng rồi. Thôi, không phải nói nhiều với cả nó làm gì nữa cả. Hôm nay mày chết với cả tao. Cái loại như mày ấy không thể sống được ở đây đâu. Anh lấy điện thoại qua cho em, cho nó lên mạng để xem nó còn sống được ở Hà Nội nữa không. Các người làm cái trò gì thế này? Buông cô ra. Bố, tại sao? Con là con của bố mà. Bố lại đi bênh con nhà quê làm giúp việc này. Phải đấy bố ạ. Bố ra bố ạ. Bố tỉnh bộ đi. Cái căn nhà này là của bọn con cơ mà. Tại sao bố lại cho cô ấy làm gì? Bố à, nó chỉ là con giúp việc thôi. Sao bố lại cho nhà cho nó? Không thể nào. Chỉ vì chuyện này mà chúng mày đánh cồi à? Mà con nói thật nhá, nhìn cô ta quê mùa thì thôi, thế nhưng mà hơi bị nhiều thủ đoạn đấy. Mấy cái thể loại con gái này á, con nhìn mặt thôi là con đã biết rồi. Chắc anh cũng thử qua nhiều rồi nhỉ? Kiểu bố, con đâu có thế. Anh Sang nói có gì sai chứ. Con năn nỉ bố bấy lâu nay để cho con một ít tiền ở căn nhà này. Cuối cùng cô ta làm việc chỉ có ít hôm thôi mà bố đã chuyển khoản cả căn nhà cho cô ta. Ô bố sao vậy? Bố sao vậy? Bố ơi, bố sao đấy? Bố chết rồi. Chưa, bố sắp chết rồi và cái nguyện vọng của bố các con cũng phản ứng. Hai đứa có còn là con của bố nữa không? Bố, ước nguyện của bố.
là bao nuôi con hồ ly tinh này sao? Bố không đồng ý. Gần hết cuộc đời rồi, bố đã phải trải qua nhiều thăng trầm, bố phải biết chọn người chứ. Bố về hưu lâu rồi, bố muốn về ở với các con để cảm nhận được cái tình cảm gia đình. Nhưng các con bận rộn, có lúc các con định đưa bố vào trại dưỡng lão để chiếm cái nhà này. Các con biết ngôi nhà này bố mẹ có bao nhiêu kỷ niệm không? Chồng nó bất vả, ốm đau, nhờ có Quyên chăm sóc bố, Quyên làm tận tình thay anh chị. Nhưng anh chị lại nghĩ sai về cô ấy, sỉ nhục cho cô ấy. Vì cô ấy nghèo, cô ấy làm ô xin. Anh chị, tôi cho cô Quyên cái nhà này để trả ơn cho cô ấy. Mấy năm vừa rồi cô ấy trông nom bố. Con vẫn trả tiền lương đều đặn cho cô ấy mà. Mà bọn con à, còn cho cô ấy thêm vài trăm để mà tiêu ấy. Mấy trăm của anh mà to à? Mấy trăm của anh có mua được nhân cách của con người không? Ở cái đất Hà Nội này sống đất đỏ á. Quyên đã dùng gần hết tháng lương để thuê một cái nhà lụp xụp ở, trong khi anh chị có lương có nhà ở. Sổ tiết kiệm cả cuộc đời tôi đã giao cho Thư rồi đấy. Bây giờ tôi quyết định giao cho Quyên cái nhà này. Tôi trả ơn cho Quyên. Mấy năm vừa rồi cháu đã trông mát. Thật ra tôi và bác không có mối quan hệ nào cả đâu, mà tôi xem bác như là bố của mình và tôi chăm sóc bác thôi. Hai người đừng hiểu nhầm. Mày đến giờ mà mày vẫn còn già mồm à? Thử, đừng có hôn. Căn nhà này bố đã cho Quyên, các con không có quyền bán nó. Đi về đi, hai đứa về đi. Bố! Về đi. Cháu, cảm ơn cháu nhé. Chắc hai đứa chưa hiểu quá. Bác mong một ngày nào đó nó sẽ hiểu được cái việc làm của bác. Cháu cứ ở cái nhà này, dù bác không còn nữa, nhưng bác nhờ cháu trông nom nhà này giúp bác nhé. Dạ vâng, cháu sẽ giữ vững ngôi nhà này ạ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Bác cảm ơn lòng tốt của cháu. Cháu ạ, lòng tốt là một sự thần kỳ. Cháu cho đi, cháu sẽ gặt lại được hạnh phúc.